IOM dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay các bệnh viện tới nay đã ghi nhận 4.000 người thiệt mạng vì lũ lụt ở Libya, trong đó có khoảng 400 người di cư. Trước đó, IOM thông báo hơn 100.000 người di cư đang sinh sống trong những khu vực bị ngập lụt, bao gồm hơn 8.000 người ở thành phố Derna. Những người này chủ yếu tới từ Cộng hòa Chad, Ai Cập và Sudan. Hàng nghìn người từ châu Phi và Trung Đông đang sinh sống tạm bợ ở Libya và nhiều người trong số đó đã thực hiện những chuyến vượt địa trung hải đầy hiểm nguy để tìm đường đến châu Âu mỗi năm nhằm trốn chạy tình cảnh nghèo khó và xung đột. Lũ quét xảy ra khi Libya, quốc gia Bắc Phi bị chiến tranh tàn phá, hứng chịu cơn bão mạnh Daniel hôm 10 tháng 9. Nước dâng nhanh làm vỡ hai con đập đầu nguồn ở thành phố duyên hải Derna, miền đông Libya. Nước tràn ra xối xả trong đêm, ập xuống trung tâm thành phố có 100.000 dân và cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ra địa trung hải. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo những cư dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, 30.000 người trong số này đang lâm vào cảnh vô gia cư, rất cần nước sạch, lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản cho bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tả, tiêu chảy, mất nước và suy dinh dưỡng ngày một gia tăng. Hãng truyền thông DVK của Đức mới đây đưa tin những cư dân sống sót sau thảm họa vỡ đập và lũ lụt ở thành phố ven biển Derna, miền đông Libya đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khi ở yên tại chỗ thì không có nước sạch sử dụng. Còn nếu đi tìm nước sạch ở chỗ khác thì có nguy cơ dẫm phải bom mìn do nước lũ cuốn trôi rải rác nhiều nơi. Lũ lụt đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột, làm tăng thêm rủi ro cho hàng ngàn người phải sơ tán khỏi khu vực ảnh hưởng. Người dân phải cân nhắc xem liệu có nên lội qua những khu vực có mìn hay không. Nhiều người buộc phải sơ tán vì họ không còn nước sạch do lũ lụt làm ô nhiễm nguồn nước địa phương. Một quan chức hôm 15 tháng 9 cho biết có ít nhất 150 trường hợp bị tiêu chảy. Theo hãng tin Reuters, ông Mohamed Al-Najri Bushertila, một nhân viên chính phủ, kể 48 thành viên trong gia đình ông đã mất tích. Một người dân khác nói những người sống sót không biết phải làm gì tiếp theo. Hãng tin Reuters đưa tin lũ lụt làm ảnh hưởng đến khoảng 1/4 tổng số tòa nhà ở Derna, với ít nhất 891 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn và 398 tòa nhà chìm trong bùn. Ông Farhan Hakil, phó phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho hay, chúng tôi đang sử dụng số liệu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác minh. Giải thích về việc trích dẫn số người chết chưa chính xác trong báo cáo trước đó, ông Hakil nói rằng, trong các thảm họa khác nhau, chúng tôi đều điều chỉnh các số liệu của mình. Ông Hakil cho hay, quy trình chuẩn là chúng tôi làm việc với các bên khác nhau để cố gắng đảm bảo số liệu của chúng tôi được kiểm tra chéo. Bất cứ khi nào chúng tôi thực hiện những sửa đổi này là do số liệu của chúng tôi đang được kiểm tra chéo. Trong báo cáo ngày 16 tháng 9, Liên Hợp Quốc nói trích dẫn từ số liệu của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya. Tuy nhiên, tổ chức này phủ nhận việc cung cấp dữ liệu cho Liên Hợp Quốc. Tối ngày 18 tháng 9, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Derna ở miền đông Libya để kêu gọi đẩy nhanh quá trình điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa lũ lụt kinh hoàng ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại thành phố này, khiến hàng nghìn người chết và mất tích. Những người biểu tình yêu cầu giải tán hội đồng thành phố Derna và trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong thảm họa, đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái thiết thành phố cũng như thực hiện việc bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng. Cuộc biểu tình diễn ra 3 ngày sau khi trưởng công tố Libya Sadek Essour thông báo thành lập một ủy ban điều tra gồm 26 thành viên thuộc nhiều cơ quan khác để tìm hiểu nguyên nhân gây vỡ hai con đập dẫn đến thảm họa lũ lụt nghiêm trọng tại Derna. Cũng trong ngày 18 tháng 9, công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt tiếp tục được triển khai với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát, nhân viên y tế và khoảng hơn 10 đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế. Ngoài việc tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát và trục vớt các thi thể, các lực lượng còn tập trung xây dựng một số cây cầu tạm và khôi phục các tuyến đường trong thành phố. Ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi cho biết, Hội đồng Tổng thống đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này điều tra vì sao lũ lụt làm chết quá nhiều người đến vậy. Ông Mohamed Al-Menfi cho biết, những người có liên quan, tắc trách sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng trong ngày 14 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng tình trạng lũ lụt như hiện tại ở Libya hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Ông Talat cho biết WMO đã cố gắng liên lạc với các quan chức Libya để thảo luận về việc cải thiện hệ thống cảnh báo ở nước này, nhưng vì tình hình an ninh ở nước này rất khó khăn, rất khó để đến được đó. Sau một tuần xảy ra mưa lũ khủng khiếp tại Libya, công tác tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ vẫn rất khẩn trương. Trong khi đó, cứu trợ quốc tế tăng tốc hỗ trợ những gia đình sống sót sau thảm họa. Các cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có khoảng 30.000 người tại thành phố Derna, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ, bị mất nhà cửa và đang thiếu nước sạch, thực phẩm, nơi ở và các nhu yếu phẩm cơ bản. Không những vậy,
Những người này còn đối mặt nguy cơ nhiễm bệnh tả, tiêu chảy, mất nước và suy dinh dưỡng. OCHA dẫn số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hơn 40.000 người đã đi sơ tán. Tuy nhiên, những người này cũng phải đối mặt rủi ro rất lớn vì trên đường sơ tán, họ có thể dẫm phải mìn và những vật liệu nổ còn sót lại sau nhiều năm xung đột bị trận lũ tuần rồi quét đi. Bất chấp những khó khăn trong công tác viện trợ tới Dena, các đoàn cứu trợ quốc tế đã tiếp cận những đối tượng bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc đã quyên góp hơn 71 triệu đô la Mỹ viện trợ cho Libya. Hàng viện trợ được gửi tới Libya bao gồm nước, thực phẩm, lều, chăn, bộ dụng cụ vệ sinh, thuốc men và vật tư phẫu thuật khẩn cấp cũng như máy móc hạng nặng để giúp dọn sạch các mảnh vỡ và nhiều túi đựng thi thể. Các đội ứng phó khẩn cấp từ Pháp, Iran, Nga, Ả Rập Xê Út, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng đã được triển khai tới Libya. Trong nhiều năm, các chuyên gia đã cảnh báo việc người dân thành phố Derna ở đông bắc Libya phải sống trong tình trạng nguy hiểm cao độ vì hai con đập có thể sập bất cứ lúc nào. Ngày 11 tháng 9, bão Daniel đổ bộ ở vùng đông bắc Libya gây thiệt hại trên diện rộng dọc bờ biển, đặc biệt là ở các thành phố Derna và An Baida. Tại Derna, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 ngày, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm trong cả tháng 9 thường chỉ dưới 1,5mm. Mưa lớn bất thường khiến nước dâng cao gây vỡ đập, tạo ra lũ quét kinh hoàng tràn qua thành phố Derna, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai đập bị vỡ ngày 11 tháng 9 được xây dựng cách đây khoảng nửa thế kỷ, từ năm 1973 đến năm 1977. Đập Derna cao 75m với sức chứa 18 triệu mét khối nước. Đập Mansour cao 45m có sức chứa 1,5 triệu mét khối nước. Theo thống kê của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya, ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người khác mất tích trong thảm họa. Theo tiết lộ mới đăng tải trên báo Daily Mail, một nghiên cứu chỉ ra vào năm 1998 rằng có các vết nứt sâu ở bên trong hai con đập. Nhà thủy văn học Abdul Wanis Ashur chia sẻ với Reuters: "Khi thu thập dữ liệu, tôi nhận thấy một số vấn đề ở thung lũng Derna, các vết nứt trên đập, lượng mưa và lũ lụt lặp đi lặp lại. Tôi cũng tìm thấy một số báo cáo cảnh báo về một thảm họa sẽ xảy ra ở lưu vực Derna nếu các con đập không được bảo trì." Nhưng chính phủ Libya dưới thời nhà độc tài Muammar Gaddafi chỉ bắt đầu sửa chữa hai con đập vào năm 2010. Hợp đồng sửa chữa được chính phủ Libya ký với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. 4 tháng sau khi bắt đầu dự án sửa chữa, chiến tranh nổ ra. Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2011, phe nổi dậy Libya được NATO hậu thuẫn lật đổ chính phủ của nhà độc tài Muammar Gaddafi. Xung đột đã khiến các công ty nước ngoài rút khỏi Libya và dự án sửa chữa hai con đập bị đình chỉ vô thời hạn. Tiến sĩ Abdel Wanis Ashour, kỹ sư thủy lực hàng đầu tại Đại học Omar Al-Mukhtar ở Libya, từng đưa ra cảnh báo vào năm 2022 rằng nếu lũ lụt xảy ra ở khu vực thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tiến sĩ Ashour khi đó nói, trong trường hợp xảy ra một trận lũ lớn, đó sẽ là thảm họa đối với người dân sống ở thung lũng và thành phố ven biển. Tiến sĩ Ashour cho biết, các kỹ sư xây dựng hai con đập vào những năm 1970 đã không thể lường trước biến đổi môi trường ở khu vực sau hơn 50 năm. Hiện nay, khu vực đông bắc Libya ngày càng bị sa mạc hóa, nghĩa là ngày càng ít các loài thực vật có khả năng hấp thụ nước tồn tại. Tiến sĩ Ashour từng kêu gọi chính phủ miền đông Libya xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, giảm nguy cơ lũ lụt bằng cách bảo trì định kỳ các công trình quan trọng và tăng cường phủ xanh để ngăn tình trạng sa mạc hóa. Tuy nhiên, Libya hiện vẫn đang trong tình trạng nội chiến kể từ năm 2014, với hai chính phủ tồn tại song song nên các vấn đề trên chưa được quan tâm đúng mực. Sau thảm họa, các công tố viên Libya đã cam kết sẽ điều tra tận gốc vấn đề và xác minh quỹ bảo trì hai con đập đã được sử dụng vào mục đích gì. Tuần này, thảm họa mà chuyên gia Ashour cảnh báo đã xảy ra với Libya. Vào đêm mùng 10 tháng 9, sau khi cơn bão Daniel tấn công miền đông Libya, mưa lớn cực đoan đã gây lũ lụt kinh hoàng, khiến Wadi Derna, một dòng sông vốn khô hạn, nước dâng tràn bờ và làm vỡ đập. Toàn bộ khu dân cư sống dọc theo Wadi Derna bị xóa sổ. Ông Omar Al-Mogaibi, người phát ngôn Ủy ban Bộ Tài nguyên nước phụ trách điều tra vụ vỡ đập cho biết đã có những dự án cải tạo con đập, song nhà thầu đã không thể hoàn thành vì tình hình an ninh tại Libya. Sau đó, dù ngân sách đã được phân bổ, nhưng nhà thầu đã không trở lại. Tuy nhiên, ông Mogaibi cho rằng ngay cả khi việc cải tạo được thực hiện, các con đập vẫn sẽ chịu áp lực rất lớn và vẫn có nguy cơ bị vỡ do mực nước sau trận lũ lụt của bão Daniel đã vượt quá khả năng của công trình. Hiện chính quyền Libya đã phong tỏa phần lớn thành phố cảng Derna, ưu tiên các nhân viên cứu trợ khẩn cấp tiếp cận với những lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường và sức khỏe có thể xảy ra sau thảm họa.